Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuần tư vấn hoàn tại showroom Hyundai miền Nam Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị về chiếc Hyundai Creta Phiên bản 1.5 đặc biệt, giá niêm yết sẽ là 670 triệu, chưa bao gồm chi phí lăn bánh Thì để biết thêm về chi phí lăn bánh thì quý anh chị có lên em ta số điện thoại là 0962 385 818 Em là Thuần tư vấn hoàn tại showroom Hyundai miền Nam nha Thì phần đầu tiên em sẽ giới thiệu đó chúng ta là về chìa khóa của chiếc Hyundai Creta thì chìa khóa của chiếc Hyundai Creta thì chúng ta sẽ có các nút bấm mở cửa, khóa cửa để nối từ xa và mở cốp nha. Và trên Hyundai Creta thì chúng ta, chúng ta vẫn có tính năng để nổ từ xa, một tính năng rất là hay để chúng ta sử dụng khi mà chúng ta đầu xe và trước khi lên xe khoảng 5 phút thôi là chúng ta ấn để nổ trước để chúng ta sử dụng ha là một tính năng rất là hay đặc biệt cho những khách hàng ở miền Nam về mùa nóng rất là lâu này thì về phần đầu xe chiếc Hyundai Creta thì chúng ta vẫn có hệ thống 3 đèn led ban ngày mỗi đèn đó, với hai bên sẽ là 6 đèn led nhìn rất là hầm hố như quý anh chị và hệ thống đèn hầu và pha cốt là dạng led hết đèn đó rồi chúng ta sẽ có hệ thống đèn xi nhan nằm ở phía dưới đèn pha cốt nha quý anh chị về mặt ga lăng về mặt ga lăng thì chúng ta sẽ có mặt ga lăng được sơn màu sơn đen bóng nhìn rất là cao cấp luôn kết hợp với logo Hyundai được mạ chrome nằm ở chính giữa nha quý anh chị đó và ở phía xung quanh của mặt của chiếc Hyundai Creta thì chúng ta sẽ thấy là có các chi tiết được sơn mạ xám mạ xám nhìn rất là hầm hổ tạo một cái điểm nhấn cho chiếc xe Về động cơ của chiếc xe này thì chúng ta sẽ trang bị động cơ 1.5 Smartstream công nghệ động cơ thề mới nhất cực kỳ tiết kiệm nha quý anh chị và kết hợp với hộp số IVT là hộp số thề mới nhất của tập đoàn Hyundai và Kia là sẽ khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm của số CVT thường mang lại chúng ta những trải nghiệm tốt nhất và nó cực kỳ tiết kiệm và vận hành cực kỳ mượt mà như quý anh chị. Đó là về động cơ vào số của chiếc xe này. Về chi tiết về công suất cũng như mô men xoắn thì em sẽ để phía trên cho quý anh chị tham khảo. Về phần thân xe, về phần thân xe của chiếc Hyundai Creta là một trong những chiếc SUV cỡ B lớn nhất trong phân khúc. Thì về phần thân xe mang lại cho chúng ta một thân hình là vuông vức với rất nhiều chi tiết là được dập nổi tạo ra chi tiết mạnh mẽ cho chiếc xe này Đó, với khoảng chiều dài khoảng sẵn chiều dài cơ sở là 2.610mm thì mang lại cho chúng ta một không gian cực kỳ rộng rãi nha với mâm là mâm 17 in với được phay xước nhìn rất là mạnh mẽ của anh chị quý anh chị thấy phanh trước và phanh sau đều được là bằng phanh đĩa hết gương chiếu hậu chuyển điện gặp điện và tích hợp nền bảo rẽ rồi à, tay nắm cửa mà chrome tích hợp nút bấm mở cửa và khóa cửa thông minh thì chúng ta chỉ cần mang chìa khóa theo người thì chúng ta sẽ ấn nút này để chúng ta mở cửa hoặc là khóa cửa nha chúng ta không cần phải thao tác là lấy chìa khóa ra để chúng ta mở hoặc là đóng bằng đến nút remote cả nha rất là thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta sử dụng xe luôn và điều đặc biệt nữa chiếc Hyundai Creta chúng ta sẽ thấy có một chi tiết được mạ sơn sám, tạo điểm những chiếc xe tên một chiếc xe màu đen nha. Quý anh chị thấy à một chiếc sơn xám, một điểm nhỉnh cho chiếc xe Khi chúng ta đi xe. Chúng ta để di chuyển ngoài đường nha. À, một chi tiết tuy là nhỏ thôi, nhưng mà được thấy Hyundai làm rất là chỉnh chu cho khách hàng. Về hệ thống đèn hậu, đèn hậu của chiếc xe Hyundai Creta này thì được đánh giá là một trong những chiếc xe có hệ thống đèn hậu phía sau đẹp nhất. Đó, trong phân khúc với hình dạng chữ T móc Nhìn rất là đẹp nha quý anh chị rất là nổi bật kết hợp với chữ Creta được làm bằng mã chrome đặt ở phía dưới logo thì mang lại cho chúng ta một vẻ ấn tượng cực kỳ nổi bật khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường và được trang bị thông nền vỏ phanh trên cao anten dạng vây cá nha quý anh chị và có camera lùi và hệ thống cảm biến lùi giúp chúng ta vận hành cực kỳ mượt mà khi mà chúng ta đi vào đường đông đúc hoặc là đi vào khi mà chúng ta di chuyển và lùi như quý anh chị và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này là được đánh giá là tiết kiệm nhất trong phân khúc nha. Với mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp là chỉ là 6.33 lít, đường trường chỉ là 5.43 lít và đường thành phố là sẽ là 8 lít nha quý anh chị. Cũng rất là tiết kiệm cho một chiếc xe động cơ 1.5. Và không gian cốp và không gian cốp này em đánh giá là một trong những chiếc xe có chiếc cốp là nó rộng nhất trong phân khúc. Quý anh chị thấy nó cực kỳ rộng nha. Đó, thì đây chúng ta có thể để 4 năm vali thoải mái luôn và đặc biệt cho gia đình 5 người chúng ta những chuyến đi chơi xa nha ở phía dưới này chúng ta sẽ có là bộ mâm lốt dự phòng và bộ đồ nghề để chúng ta thay thế mâm lốt dự phòng nha thì bộ đồ nghề này thì là có đầy đủ các chi tiết để chúng ta sử dụng Đó, hệ thống âm thanh lobo cao cấp nhã quyển chị và ở đây thì chúng ta sẽ có đèn khi mà chúng ta mở cốt thì cái đèn này nó sẽ sáng để chúng ta có thể lấy đồ được cà phê đông xe nha một chi tiết là nhỏ như quý anh rồi chúng ta sẽ khám phá về nội thất của chiếc xe Hyundai Creta phiên bản 1.5 đặc biệt màu đen thì nội thất của chiếc Hyundai Creta này chúng ta thấy là nội thất màu đen và về ph phía tắc vi cửa thì chúng ta sẽ có pha hai chất liệu đó là da và nhựa mềm nha và đó là hệ thống âm thanh loa Bose âm thanh loa bao cao cấp với tám loa và có chi tiết là lên kiến xuống kiến và gập gương và mở cửa hoặc cửa trung tâm luôn nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ vào phần nội thất của chiếc xe này, thì chất liệu ghế da ngồi cực kỳ êm nha và các chi tiết chỉ được thiết kế rất là chi tiết. Rồi về phần vô lăng, vô lăng thì chúng ta sẽ là vô lăng bọc da kết hợp các nút bấm là ngay gọi điện thoại, rảnh tay nha. Đó, quý anh chị có thể thấy đó vô lăng bọc da là bốn chỗ bốn chấu cái hai chấu kép Đó, thì chúng ta sẽ có các nút bấm là nghe gọi điện thoại rảnh tay rồi tăng giảm âm lượng và tính năng ga tự động cruise control và hệ thống đèn tự động như quý anh chị và bên phải chúng ta sẽ là gạt mưa màn hình của chúng ta sẽ là màn hình 10.25 inch có tính năng kết hợp là Apple CarPlay và Android Auto hệ thống điều hòa tự động Đó, sẽ có tính năng là sẽ kiến trước sẽ kiến sau đầy đủ hết nha quý anh chị và ở đây thì chúng ta sẽ có cổng sạc nhanh, cổng USB và cổng 12V 180W thì ở đây thì chúng ta sẽ có là tay nắm sẽ là được mạ bằng da được rất là đẹp nha quý anh chị vẫn là vừa vặn luôn. Đây thì là một tính năng rất là cao cấp nhất trong phân khúc là tính năng là phanh tay điện tử auto hold. Thì với mức giá 670 triệu thì chúng ta đã có tính năng này rồi ha. Thì tính năng auto hold là tính năng rất là hay khi mà chúng ta để xanh đèn đỏ khi mà xe của chúng ta dừng thì hệ thống chúng ta sẽ tự động phanh lại và chúng ta không cần phải về, về P hoặc là về N kẻ phân tay giống như một số dòng xe mà có phân tay cơ nha khi chúng ta đạp một xíu ga thì là tự động nó sẽ ngắt đó rồi về khoang gian hành ghế thứ hai của chiếc Hyundai Creta thì về chiều dài cơ sở là 610 mm rồi thì chúng ta sẽ có không gian cực kỳ rộng rãi và thoải mái cho chúng ta di chuyển 5 người ở phía sau thì chúng ta sẽ có điều hòa tự động à, cơ gió hàng ghế sau có cổng sạc cho ngồi ngồi ở phía sau luôn thì rất là đầy đủ luôn nha quý anh chị ở phía bên hốc cửa thì chúng ta sẽ có các hốc để chúng ta để lên nước cũng như để một số vật dụng cá nhân ở phía trên cũng vậy nha quý anh chị Đó. và chúng ta cũng có phía túi ở phía cho hàng ghế sau thì chúng ta để vật dụng cá nhân Đó. không gian nội thất của chiếc xe Hyundai Creta 1.5 đặc biệt ở phía trên nha quý anh chị Đó. điều hòa để chúng ta chỉnh lên xuống được đầy đủ luôn rồi về cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nhé em là thuận tư vấn hàng tại showroom Hyundai miền Nam thì để biết thêm chi tiết về giá cũng như về chương trình khuyến mãi và giá lăn bánh của các dòng xe Hyundai Creta và dòng xe Hyundai thì quý anh chị lên để em ra số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.